Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Video này thì mình sẽ vào tiếp tục cái game GTA 5 cái phần mod ha. Và mình sẽ thực hiện cái ý tưởng của một số bạn gửi về kênh game offline của mình. Đó là một số bạn kêu mình là hãy lấy cái con xe tăng, cái con xe tăng trong cái game GTA 5 đó các bạn, đem vô cái phòng độ xe, cái phần car shop mà chúng ta độ cái chiếc xe á. Thì kêu mình là hãy anh game offline, anh hãy độ cái chiếc xe tăng đi, sau đó là đi náo loạn cái thành phố game trong cái game GTA 5 này. Wow, mình thấy ý tưởng nó rất là bá đạo ha. Tại vì mình thấy là trước giờ là chưa có ai lấy cái chiếc xe tăng để mà đi độ vậy á. Thì hết video này mình sẽ lấy cái chiếc xe tăng độ thử cho các bạn xem ha. Ở đây là mình sẽ chạy tới cái chỗ mà độ xe đi, rồi hả lấy cái chiếc xe tăng ra. Tại vì có thể là chúng ta trên đường mà chúng ta lấy cái chiếc xe tăng mà chạy dọc đường á, là cái bọn cảnh sát nó sẽ theo. Cái chỗ độ xe nó cũng kế bên, bên đây à. Đây, chỗ cái bình này nè. Đây, mình sẽ lấy góc nhìn thứ nhất cho các bạn xem ha. Sẵn rồi các bạn có thể là quan sát được cái phong cảnh trong cái game GTA 5 này luôn, giống như là đang trải nghiệm vậy đó các bạn. Mình sẽ lái xe rất là an toàn. Tiêu chí của mình là lái xe an toàn trên hết. Wow, không đụng luôn thấy không? Trời, trong cái góc nhìn thứ nhất của cái chiếc xe của Michael này khó lái quá. Nó độ hai cái kính hai bên này là hai cái kính đen đó các bạn thấy không? Chỉ có ngoài trước thôi, khó lái thấy bà luôn. Lái góc nhìn đây thế, góc nhìn thứ nhất đây tới cái chỗ đó là cả một vấn đề ạ. Chạy sai đường không à? Chóng mặt quá. Thôi mình chạy kiểu gì đi, bày đặt đèo bồng nó chạy không nhìn thứ nhất. Trời, các bạn thấy cái chiếc xe màu đỏ bên kia nó đẹp không, bóng ghê hồn luôn. Rồi chiếc màu đen đây nữa nè. Đây, để trẻ tôi sẽ trẻ qua chỗ này, trẻ vô bánh xe tải luôn. Rồi siêu xe thì mình có thiếu gì, cái chiếc xe này lỡ bị chạy cũng chút không sao đâu, mình bỏ luôn à. Rồi tới chỗ độ, tới cái chỗ để mà chúng ta có thể là độ được cái chiếc xe ha. Rồi đậu đại đây đi. Trời, bên đây có cái chiếc siêu xe nó của ai đậu đây nè các bạn thấy không? Lần nào mình lại đây mình cũng gặp có mấy cái chiếc siêu xe lần nãy chứ á. Đẹp quá trời đẹp luôn. Wow. Rồi quay lại cái vấn đề chính là mình sẽ lấy cái con xe tăng ra. Cái con xe tăng thì chúng ta sẽ sử dụng cái mod menu để lấy thôi, nó là dễ. Xe tăng thì là ở engineer. Đây. Đây có cái con xe tăng này các bạn. Trời, lấy xe tăng đi độ nó mới ghê. Để mình chạy vô nha. Nó báo là cái phương tiện này không thể độ được. Quái chạy đậu. Mày không cho tao độ này, không cho độ xe này. Rồi vậy là vỡ mộng rồi. Rồi cũng như không, như là cái chiếc xe tăng đâu có độ được các bạn ơi, không có độ xe tăng được. Thôi rồi đi náo loạn luôn chứ đâu. Công trình chạy tới đây. Rồi mình chơi góc nhìn thứ nhất solo với bọn này luôn. Tụi mày dám giỡn mặt chứ game offline à. Chơi góc nhìn thứ nhất, chơi tụi này luôn. Mày cầm cái nòng súng của này, của cái chiếc xe tăng như cái dồi đó, như cái dồi nước phun nước kia bắn kìa, thấy ghê chưa. Rồi xe tăng đại chiến nữa rồi. Mày bọn cảnh sát, bọn bô lít. Vô bọn cảnh sát. Mình chơi lên 5 sao luôn nè. Cái tội không cho mình độ xe này, không cho mình độ xe này. Mày bắn bể luôn. Cái này là mình không có chỉnh bất tử đó các bạn. Ở trong cái chiếc xe tăng này là mình không bất tử đó. Chết rồi, cháy rồi. Cháy rồi, xe tăng bị cháy rồi. Wow. Oh shit.
Không sao, mình lấy con xe tăng khác. Tụi cảnh sát này, tụi cảnh sát này. Mình đi càng quét quân địch luôn. Đây. Mày không cho đổ xe này. Trời, lửa cháy quá trời luôn. Mày thích làm anh hùng này. Mới 4 sao à, quậy gì mà mới 4 sao các bạn ơi. Chạy theo này. Cái đồ họa 4K này quẩy với nó đã thì chứ. Xe bớt. Cán mà luôn. Xe bớt. Để chỉnh góc nhìn thứ nhất cho bạn xem nha. À, dương cái dòi ra. Bùm. Dám chạy lại gần mình. No. Cản đường. Wow. Giờ này mặt trời nắng luôn kìa. Bùm. Ê, chạy. Ga xe. Tụi cảnh sát khùng. Mày, mình cán nó bẹp ruột luôn. Ê, có con siêu xe màu đỏ đẹp quá. Bắn nó luôn. Ở trên xe tặng đúng là đã thiệt không ơi. Nó đâu làm gì được mình đâu. Rồi, năm sao luôn. Tụi máy bay theo kìa. Máy bay, ra đụng vô cục điện rồi. Mày. Rồi. Chạy ra biển luôn. Rồi có cái nhà gì em gì vậy? Rồi cái này cái công trình gì đây? Dạ, chết ở mặt kẹt rồi. Chạy ra biển luôn. Ê, có máy bay kìa. Máy bay chịch thằng này. Kìa các bạn thấy cái chiếc máy bay Việt Nam Airlines mà đó không? Bắn luôn. Thôi ơi, gì mà không tới. Khùng. Dám chạy rồi mình. Bùm. Cái này là cái sức công phá của mấy cái viên bốc két này là đã được mình tăng lên rất là nhiều đó các bạn, chứ không phải là cái súng thường đâu. Ghê không nè. Rồi cái chiếc xe tăng này bắn cũng xa lắm chứ bộ. Bùm. Không nên chạy xuống nước là cái động cơ nó sẽ bị hư rồi. Mày cảnh sát. Ê, ở đây có cái đường chui vô. Ngu người, ở đây có cái đường chui vô nè các bạn. Chui vô luôn. Khó lái quá. Mắc kẹt rồi. Chết rồi, mắc kẹt cái gì rồi. Oh shit. Ê, vô đây mắc kẹt rồi. Chết cha rồi, leo ra. Ây da, trời, leo ra nó bắn mình chết ngắt luôn á. Nó leo lên lẹ. Mày khùng. Chỉnh quá, nó cho mình lên trên đây luôn. Mày bắn xuyên bằng đêm luôn rồi. Bắn tới tối luôn cho các bạn xem. À, để coi có chuyện gì xảy ra không nha. Năm sao rồi. Bông. Mày bùm. Á, kìa mình bắn rồi. Quên mod vô 6 sao. Mod vô 6 sao cho mấy thằng quỷ mà mấy thằng gì nè bên quân đội với các bạn nó ra luôn. Mấy thằng đặc nhiệm xịn á.
nó có mấy cái chiếc xe kia nữa, còn mấy thằng này cụ bắp muốn chết luôn. Mấy thằng này chỉ là mới có mấy thằng triệu quát rồi. Ở đây là mình chưa có chỉnh bất tử nữa nha, mình hoàn toàn không có bất tử đó. À, càng quét đường núi nữa luôn, mình ra mình xâm chiếm cái khu quân đội của nó luôn. À, như vậy là này là lý do là nó không cho mình độ cái chiếc xe nè, không cho mình độ xe tăng. Trời, kìa các bạn nhìn cây cảnh nhìn đó đẹp không? Ở đây cái mod đồ họa này chỉnh lại đúng là đẹp thiệt ha. Chắc video sau mình phải mod dài con siêu xe vô chúng ta đi chở ghệ đi phượt núi quá. Đường lộ quá trời đẹp luôn. Rồi cái bãi dưới xe nè. Bùm bùm bùm. Tội mày. từ lúc mà mình mod cái gì nè, cái bản mod đồ họa 4K này vô, chúng ta chưa đi lái máy bay nữa, chưa lái máy bay để ngắm thì trên trời nữa. Đây mình vô trong quân đội, mình cướp máy bay của quân đội luôn. Rồi lấy máy bay đó ngắm phong cảnh luôn á các bạn. Trời nó bắn gì ghê vậy. Chiếc máy bay này không lượng sức mình nè. Không lượng sức mình. À gì dám chơi tao. Dạ dạ dạ. Đuổi theo à, đuổi theo. Mày mới bay. Mà không chết rồi. Mày. Ngay rồi. Phá chiều vậy. Đây. Quá trời bắn tàn nát hết trơn luôn rồi. Bùm. Cái này là mình đang trên đường là vô tấn công vô khu quân đội đó luôn đó các bạn. Trời, cái chiếc xe tăng mình bị gì cơ? Chạy trên đường này hình như muốn hư luôn rồi. Mày. Xe tăng không lẽ bị thủng lớp. Cạn lên đây luôn. Mày. Rồi, xe tăng này châu quá. Ê, thằng đó nó bị điên hả? Bị điên hả mày? Ê da. Trời ơi, nó chặn đầu kìa các bạn, thấy ghê không? Chặn đầu. Mày. Chặn đầu này. À, đây nào chặn đầu ở đâu? Chặn đầu này. Ôi cái đường qua khu quân đội là ở đâu ta? Mình không mở lên để mà checkpoint được, mở lên là nó bắn cháy cái chiếc xe tăng mình liền á. Để mình dẹt ra cho trống đi. Bùm. Cái tụi quân đội này nó chặn đường rồi luôn nè, nó biết mình đang tấn công vô cái trụ sở của nó nè. Bùm. Chặn đường. Dạ. Mãi bài. À, kinh khủng quá đi. Đấy à, tới khu quân đội luôn rồi các bạn ơi. À, khu quân đội phía trước kìa. Rồi, từ nãy giờ đi được nguyên một quãng đường luôn rồi đó. À, để coi cái đường nào để quẹo vô khu quân đội đây, hình như đường này. Đường này là chúng ta có thể là đi vô khu quân đội được nè. Không, chúng ta phải chạy thẳng mới được. Tụi này. À. Rồi mình quậy gì thời tiết gì nhìn thấy ghê vậy. Tối hù luôn rồi kìa. Oh, máy bay. Máy bay. Đây.
Hey, ca canh nha. Máy bời, không chấm nó rồi. Bùm. À, bữa nay mình mới thấy là cái con xe tăng này nó trâu vậy luôn á. Bữa thường ngày mình chui vô mình bắn chút vừa là nó bị cháy rồi. Ồ, cái đồ họa này mod lại cái màu, nhìn cái màu vàng nó chói luôn á. Không, nhìn nó chói luôn á. Bùm bùm bùm. Trời, máy bay thằng ấy nó xuất hiện luôn kìa, các bạn thấy chưa? Ai quẹo qua đây là chúng ta sẽ tới khu quân đội. Wow. Tụi mày khỏi gọi đi, tao tấn công vô tới trụ sở mày luôn rồi. À, các bạn thấy từ giờ mình chỉ trên một cái chiếc xe tăng thôi đó không? Vô đây nè mới vỡ mồm nè. Vô đây là chắc chắn là mình sẽ thua thôi, tại vì vô đây là gặp mấy cái chiếc xe tăng của nó nữa. Nãy giờ chúng ta chạy ngoài đường không à, đâu gặp mấy chiếc xe tăng của nó đâu. Mình chạy vô xe của tụi mày hả, bắn nét hết luôn. Máy bay. Này là chiếc máy bay Titan nè. Titan. Oh. Rồi, thấy ghê gì? Bắn nãy giờ mà xe tăng nó không xuất hiện các bạn ơi. Ây da. Kìa, xe tăng nó xuất hiện rồi. Solo với mày. Mày dám solo với tao. Cháy rồi. Trời, tưởng đâu cháy rồi chứ. Phóng. Mình càng quét không còn gì cả. À, cái này là chơi không có chỉnh bất tử đó nha. Này chui ra là chết liền á. Chết rồi. À, vừa mới nói xong. Thấy không? Không chỉnh bất tử mà các bạn cầm cái chiếc xe tăng vô trong khu quân đội là giống như là liều mạng vậy đó. Không thể nào chơi lại nó đâu, tại vì vô đó xe tăng gặp với xe tăng mà. Trời, không lợi nữa. Kìa, nâu con mắt hết trơn rồi. Rồi sụm bà chè hết rồi. Kìa, nhìn mắt anh gần. Như bị hấp diêm gì. Ok, rồi được rồi. Mình tạm dừng cái video này ha. Mình tạm thoát ra cái series quậy phá này đi. Rồi, mình đảo chứ vô mod thêm vài cái con siêu xe Lamborghini nữa. Chúng ta sẽ độ mấy siêu xe Lamborghini. Mình sẽ ra mình độ vô bàn xem ha. Sau đó mình lấy cái con đó để mà test cái tốc độ. Rồi mod vô mấy cái cầu mà để mà vuốt các bạn, vuốt bay lên đó. Tại vì mình cũng có một số bạn yêu cầu là kêu mình hãy độ mấy siêu xe Lamborghini lên cho thật là dữ. Rồi sau đó là chúng ta tạo mấy cái cầu vuốt đó, bay qua mấy chiếc máy bay cargo. Hay, ý tưởng nó cũng rất là hay. Thì mình sẽ tạm dừng cái series video này ha. Xong mình làm cái video mới và chúng ta bắt đầu là làm cái độ cái con siêu xe Lamborghini để mà bài qua mấy cái chiếc máy bay đó ha. Ok, bye bye đó các bạn. Và nếu mà các bạn xem thì nhớ click cái nút like để mà chia sẻ video của mình cho thật là nhiều người ha. Đồng thời là nhớ click cái nút đăng ký để mà theo dõi những cái video mới trên kênh Game Offline và kênh GT5 Việt Mod của mình. Ok, bye bye đó các bạn.